Vâng, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Hoàng Tâm nha. Hôm nay thì là em sẽ giới thiệu cho mọi người về cái dòng xe tải Howo Max phiên bản 4 chân. Con này hiện tại thì nó ra được cái tải là 17 tấn 5 và 17 tấn 9. Thì đối với cái phiên bản mà 17 tấn 5 này á, thì anh em sẽ có được cái thùng nó dài là khoảng tầm 9m6. Còn đối với phiên bản là 17 tấn 9 á, thì anh em được cái thùng dài là 9m rưỡi. Đó. Thì nói chung là nó cũng rút lại xíu, nhưng mà em nghĩ là nếu anh em nào bây giờ chạy hàng thì chắc là sẽ lấy cái tải là 17 tấn 9 thùng 9m rưỡi thì nó ok hơn đó. Và hiện tại thì cái lô xe tải Howo Max này bên em đã về taxi phiên bản 4 chân 5 chân luôn rồi, 2 chân 3 chân thì là xài cabin TX nha. Con này là xài cabin Max E, cabin mới nhất và hiện đại. Đây là hàng nhập khẩu nội địa của dòng Howo và được cái tập đoàn CNHTC nè. Đó, trực tiếp đưa về nha. Đây là cái phiên bản gọi là, em nói thật sự luôn, đây là phiên bản hàng nội địa mà cũng khủng khiếp nhất của dòng Howo. Đó, thì mấy cái đợt trước thì em bán Howo cũng khá là nhiều rồi, thì những cái phiên bản đó là, nếu mà so về bên Trung Quốc á, đó là những cái phiên bản thường. Còn phiên bản này mới gọi là phiên bản luxury của dòng Howo nè. Nó đẹp khủng khiếp, đẹp luôn anh em. Tuyệt vời luôn ha. Đó, nay mới có dịp đứng trực tiếp trên cái chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của con xe này. Nó đẹp ha. Anh em thấy cấu hình chúng ta có trang bị là hai cái đèn bi cầu roadster nè, để đèn led nè. Một cái kiểu thiết kế nó quá là châu Âu, quá là hiện đại luôn anh em. Đó, một cái sự đột phá của nhà Sinotruk luôn nha anh em. Đó, tuyệt vời chưa. Bên đây là nó được dập cái kiểu thiết kế này á, nếu anh em nào mà để ý kiểu thiết kế này nó được dập để lấy ý tưởng từ cái bạn Lý Trừng Thành đó. Đó. Là ý tưởng của nó là được dập theo kiểu vậy đó. Còn ở trên đây thì là chúng ta được có ba cái dải mạ cà rơm nè, nhìn quá đẹp luôn ha. Logo của nhà CNHTC màu vàng, logo màu vàng ha, chữ Howo đây. Đó, anh em thấy không, quá tuyệt vời cho một con xe như thế này. Đó, xe này thì máy của nó lên tới là vẫn máy 10.5 nha, nó hơn cái thằng 4 chân của cái dòng Howo Man bình thường á, là Howo Man bình thường là máy có cỡ 7, hình như là em nhớ là mới có 7 chấm mấy thôi. Thằng này là lên tới 10.5 lận, máy rất là lớn, máy 400 HP lận. Đó, đây Man nè, Howo Max 400 nè, anh em thấy không, xe cực kỳ đẹp luôn. Xài vỏ, đây anh em thấy cái phần về thông số vỏ, sử dụng là vỏ 12 nha, vỏ 12 mâm 22.5, màu vỏ 12 mâm 22.5 nha. Vỏ này là vỏ không ruột nha anh em. Đó, đây là phần dàn nhíp xe này, đây quay kỹ cho anh em xem nè. Đó, nhíp trước á, thì theo thông số là 11 lá, hai dí trước á, là 11 lá, hai dí sau là 12 lá nha. Là cái phần dưới sau là 12 lá đây. Đó, nhíp nè. Đó, anh em có thể bấm dừng để đếm nha, bên kia. Đó, rồi đây là cái phần dàn saxi xe mình nha. Sử dụng là động cơ liên danh công nghệ của Man luôn, động cơ Man MC 11 MC 1150. Thì một con xe quá khỏe rồi. Đó, hộp số nè, anh em thấy không, tuyệt vời luôn ha. Đó, dàn saxi 2 lớp anh em thấy nè, đây cận cảnh dàn saxi nè, thấy không, saxi 2 lớp. Đó, đây 2 cái bình hơi ha, thêm cái ắc quy đây. Màu này, con này có màu trắng nha anh em. Đó, anh em nào thích màu trắng thì có thể lấy màu trắng nha. Thì bên em hiện tại đã có thể trực tiếp ra phiếu thùng cho khách hàng luôn rồi anh em. Phiếu là bên em sẽ trực tiếp vào phiếu luôn, chứ bình thường á, thì mấy cái dòng nhập khẩu này Howo thì nó sẽ đơn vị đóng của nó là đơn vị đóng của Hà Nội, còn Chiên Long này đơn vị đóng của nó là sẽ của Bắc Giang. Đó, thường là vậy. Còn nhưng mà dòng này thì bên em đã gọi là xin trải qua rất là lâu về cái việc là nghiệm thu và đạt đủ cái tiêu chuẩn để có thể được xin được cái phiếu con này về để tiến hành ra phiếu thùng. Đó, thì thùng tiêu chuẩn lần đầu tiên thì cũng giống như mấy cái thùng bình thường thôi, cũng không gì khác. Nhưng mà sau này khi mà hoàn thiện được toàn bộ phiếu này kia, xin được những cái phiếu bẩn nhôm, bẩn inox này kia, thì bên em sẽ có thể giúp khách hàng có được những cái chiếc xe nó đẹp hơn nữa, long lanh hơn nữa ha. Đây là phiên bản màu trắng cho anh em xem nha. Đó, đẹp quá, quá đẹp luôn anh em ơi, quá mê luôn rồi. Đó, máy 10.5 nha, máy 10.5 đời đó, ngắm dàn taxi xe của mình nha. Đó, anh nào muốn đặt thì liên hệ với em nha. Giờ tiến hành nhận cọc được rồi, giữa tháng 12 có xe chào nha. Đó, nhíp đây, anh em thấy không, nhíp khoan đôi nhíp dưới nha. Nhíp của thằng Howo khỏi nói rồi, nó rất là nhiều, nó không giống như dòng Nông Phen rất là nhíp ít, nó rất là nhíp ở đâu, nhíp của nó rất là ít, bị liệu. Đó, đứng trước một con xe nó quá đẹp như thế này thì cảm xúc nó hơi bị dâng trào xíu anh em. Đó, đây, anh em thấy không, thấy nè, tuyệt vời luôn ha. Rồi bên đây là cái phần đuôi sau nha anh em. Anh em nào mà muốn lấy đầu kéo thì bên em đã có giá đầu kéo sẵn rồi nha. Cho nên là với phiên 2 phiên bản là phiên bản 440 và phiên bản 460. Anh em nào muốn đặt xe thì có thể liên hệ với em để em học hồi em sẽ dành một cái video clip riêng về cái phần phiên bản đầu kéo cho anh em xem nha. Đây là tổng thể về cái phần dàn ngoài nha, sexy ha. Đó, một bình dầu rất là lớn luôn, bình dầu 600 lít nha. Đó, bình dầu 600 lít, tuyệt vời. Đây, bình ure. Đó, vỏ ha. Cái này là bình xử lý khí thải HCR. Đó. Rồi. Giờ đến cái phần anh em mong chờ nhất nè, từ từ. Đây có cái này hay nè. Đó. Thấy không? Kèn, kèn hơi gắn dưới. Đó, sexy ha. Rồi, đến phần mong chờ nhất của anh em nè. Nó hết xe. Trời ơi, đẹp quá anh em ơi, nhìn là mê liền. Đó. Đây, đầu tiên ha, coi từ từ nè, bước bật lên xuống thì chúng ta có trang bị là 3 bật lên xuống ha, được làm bằng hợp kim nhôm nha. Đó. Đó, trời ơi, nội thất tuyệt vời anh em, quá tuyệt vời luôn. Đây, cửa chúng ta có trang bị cái này thì là chỉnh điện thôi, cũng không gì khác nhiều. Đó, nhưng mà nó có kính thì kính chỉnh điện, có sấy gương luôn, mà thiết kế nó rất là đẹp, nó mạ chrome ở từng những cái nhỏ nhặt nhất luôn anh em. Đây, đó, nội thất xe nè, trang bị chúng ta mấy cái chìa khóa smart key, này là giường nằm ha. Ghế thì theo thông số của bên nhà máy đưa xuống thì ghế tài và ghế phụ đều được sử dụng ghế hơi nha anh em. Đó, rất là ok luôn. Đó, bên đây ghế này là ghế nỉ, có chữ CNHTC luôn nè, thấy không, có bệ tì tay nè, đàng hoàng đầy đủ hết. Đây, những cái chức năng của cái ghế mình nha. Đó, ôi cao quá, cái giường này cao quá anh em. Ở đây có một cái giường, có một cái bằng nỉ, ở phía trên cũng có một cái như thế này đây. Đó, được ha, được, cái này hợp lý nè, giường nhìn chắc chắn hơn chân lông. Nhưng mà cái cabin em cảm giác nha, cảm giác thằng này hình như là nó không rộng bằng chân lông, hình như là vậy luôn á. Ở bên đây chúng ta có thêm một số trang bị riêng ha. Đó. Đây, đây là cái phần hộp số xe nha mọi người. Đây, mọi người xem kỹ hơn nha. Đó, hộp số 12 số nha, 12 cấp số, lưỡi gà, xài lưỡi gà luôn. Đó, tầng thấp tầng chậm nè, thấp cao ha. Đó, con này thì vô số chắc dễ hơn thằng Howo Max kia rồi. Anh em thấy đây, đây là vô lăng của mình. Vô lăng thì là nó sẽ được trang bị rất là nhiều tính năng luôn, cruise control cũng như là trang bị cho chúng ta là đàm thoại, vừa bắt tai nghe Bluetooth luôn, và tăng giảm âm lượng. Đó, nghe điện thoại trên đây luôn. Rồi, bên đây thì là cái mặt tắp lô xe, coi nó có cái gì nha. Trang bị một cái màn hình ha, màn hình này là theo em biết là màn hình cảm ứng nè, có rất là nhiều cái tính năng ở trên đây luôn, tăng chỉnh volume nè, Bluetooth nè, này mấy không, có cổng USB nè. Đó, nghe nhạc, xem video nè. Cái này hình như là trình duyệt, cửa sổ trình duyệt nè. Đây, zoom kỹ hơn nè, trình duyệt này chắc lên mạng nè, đây chắc lên mạng nè. Rồi này điều chỉnh ga vô nè, tích hợp wifi Bluetooth luôn nè, thấy không, hay. Cái này đều đọc thẻ. Đó, rồi kế tới chúng ta có cái gì, có một tầng thuốc nè, cổng AC nè, auto tự động nè, lóc cửa nè. Đó, mấy cái khóa cầu và cái lóc ghê để đây ha. Đó, rồi khá là nhiều tính năng của mình luôn. Theo em biết nữa là ở bên tài á, là nó sẽ trang bị thêm cái là khởi động xe ở trên cái cánh cửa luôn. Anh em thấy đây, ngay đây nè. Đó, mở đầu cabin ở đây luôn đó, tắt mở đều là sử dụng tới cánh cửa này hết rồi đó. Đây thêm một xíu nó thông tin về cái phần ở trên đây nữa, điều chỉnh gương nè, điều chỉnh đa chiều nè, lóc cửa nè, mà mở mấy cái kiểu kiến lại nè đó. Ở đây thì chúng ta có thêm cái gạt tàn thuốc, đây ông nào đi vận chuyển ông có sạc gạt tàn thuốc sẵn luôn nè đó, quá hợp lý anh em ha. Rồi tiếp tục về phần nội thất bên trên đó, anh em thấy không, nội thất rất là xịn nha, nội thất quá xịn luôn, mở lên rất là dễ dàng, có lái gió trời nè anh em, cửa sổ trời đâu đấy, có cửa sổ trời này, xài sao đây, cái này không rành nữa, thôi đồ mới để anh em tự giật đi ha. Đó, xe mới cho nên là em cũng không có chưa tìm hiểu nhiều về dòng này, chưa va chạm nữa đó. Ở đây chúng có tặng chúng ta thêm mấy cái rèm nè, rèm che nè anh em, giống như dòng Nam Phen vậy đó, hợp lý ha. Rồi ok xuống nha. Rồi thì nãy giờ chúng ta đã có một số giây phút trải nghiệm nhanh về con xe tải Howo Max phiên bản 4 chân và 5 chân này, nó cũng thiết kế như vậy thôi, nội thất bên trong cũng không có khác nhiều so với cái dòng 4 chân, nó chẳng qua là nó sẽ đổi về tải trọng cũng như là gác thêm một cái giò giữa nữa để ra cái phiên bản 5 chân đó. Anh em thấy đây, xe thì mình cũng trang bị khá là nhiều màu, mà hiện tại là đang có màu trắng và màu đỏ là hai phiên bản 4 chân, còn một màu xám là sẽ có phiên bản 5 chân nha, màu trắng cũng có luôn. Anh em nào muốn đặt xe có thể liên hệ với em qua số điện thoại hotline 0929 220 245 nha.